Mấy cháu? Không, trong hộ khẩu mình là 5 nhân khẩu đúng không? 5 nhân khẩu thôi. Thì như chị em mà nghĩ như đồng bào là người trong ở 5 người. Còn con chú. Mẹ. Mẹ ơi. Trai gái đây. Trai. Trai không? Coi có chú. Đang nay thả đang cho quà. Yeah. Vâng, phải nhà rồi. Nghĩa là tinh thần như thế rồi, nếu mà được thì cuối tháng hay đầu tháng gì đó ăn tiếng thì nhàn cho cái tiếng hành tìm tội giúp cho tiếng hành làm luôn, làm tháng thì ráng thì mưa tới. Tức là bây giờ cũng như thế là chỗ là cream với là thôn đấy. Dạ. Tức là bây giờ nó phải làm cái biên bản đất đây đó là đất với chị này đứng chính chủ. Dạ. Là một dạ. Cái thứ hai đó không xảy ra cái việc cái gì đấy không là tranh chấp. Không được tranh chấp, không được thành dạ. Nhà này. Dạ. Được chưa, phải làm thế làm tờ thôn làng cùng viết vào nghe dạ. Chưa. Chứ không ai mốt là cãi nhau thứ này. Thôi cho cái nhà đó nha. Được chưa? Nhà là sao? Nhà là xe là bao nhiêu xe hoặc là tu lại nhà cũ đó. Không, là bây giờ cái nhà cũ không thì xe cũ trong cái vị trí này có đất đâu nữa không? Đó. Đất nên là đất của nó, nhà mà đi đó là đi đâu cái mẫu này. Ờ. Mẹ đi đó là an ninh mẹ bố cũ. Tăng cái này. Nhưng như thế thì phải làm cái giấy xin bà gì trách nhiệm cho cái đất đó. Bà xã làm đúng rồi. Đấy, bà là giữ lại nhà. Đó, là thôn đó là làm cái văn bản. Đó là đây là công ty phát, đã cho rồi. Nhưng mà đất không phải đất của bên đây này. Bên đây có hăng ở chỗ bên đây. Đấy, phía đó là bị đổ ngoài đó. Rồi, đấy là phải có trách nhiệm. Đấy, đấy là trách nhiệm. Thì phối hợp với thôn với ấy là đi xin cho bà giao cho thôn đó là nếu mà muốn cửa đó thì công đó là thôn nhà nước có thể là đầu móng rồi nè, làm đầu móng đá, đầu móng đưa gạch đá thôi, thì cái này là sẽ về anh em trong làng sẽ có nhiều đúng không? Còn họ có, em tới rồi, hợp đồng về số gì cũng nhiều rồi đó, đi ra Tân Kiều hay chỗ Tân Công An cái gì có gì nhàn có nói tiếng, ở xây nhà còn phải nói tiếng, lấy cái giá gốc cho, thay vì mình mua 7 triệu thì đổi cái giá gốc, lấy được 5 triệu đổi 10 triệu mà, dạ, bây giờ nó ghi xuống còn bao nhiêu đá, bao nhiêu gạch rồi vậy đó. Mình ra mình lấy lòng hết giá nó đỏ lắm, tao làm từ thiện. Thôn Tường An là ở thôn em, còn ở đây có thôn nhà Thu Mỹ, mà nhìn nhà Thu Thơ vậy chị, nhà Thu Mỹ ở thôn em là có 0.5,
Đường này chỉ có xe công năng vào thôi, chứ còn xe lốt không vào được. Đấy thì mình vặn đồng cái này chứ. Được cơ. Rồi đây là đây phải cảm ơn thầy đi. Cảm ơn thầy đi. Là Huyệt, là Mai Mốt này các nhá. Là Huyệt. 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 Là Huyệ